mồi ấy chẳng đâu. Rồi. Tuyệt má, quý. con quy này bự đó. Chở màu luôn rồi. Chở màu luôn rồi, màu đỏ luôn rồi, biết rồi đó. Đừng có phi nữa nha các bạn. Nó chở màu luôn rồi nè. Ngon. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài mồi câu cá trôi chép rô phi hiệu quả dễ làm nha các bạn. Thì rất lâu rồi mình chưa có làm một cái video làm mồi cho các bạn xem. Thì mình có tham khảo ý kiến của bạn thì yêu cầu làm mồi câu cá rất là nhiều. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi rất là đơn giản, hiệu quả và dễ làm. Bài mồi này các bạn chỉ cần ủ một đêm và sáng ngày mai các bạn có thể câu cá được nha các bạn. Thì phần đầu tiên là các bạn cho bị mình một ít cái cơm nguội nè, ít thôi, để cho chúng ta lên một cái mùi, cái độ chua nhanh đó, để các bạn câu cá hiệu quả hơn nha các bạn. Phần thứ hai đó chính là cắm chim, các bạn cho bị mình nửa gói cắm chim nha các bạn. Đây là cắm chim, các bạn chuẩn bị 10 gói cắm chim như thế này đó, các bạn bỏ cắm chim vô trong cái thao này luôn cho mình, nửa gói nha các bạn. Thành phần tiếp theo đó chính là chuối, các bạn bị mình hai quả chuối như thế này, chuối nào cũng được nha các bạn. Rồi các bạn cho chuối vô cho mình luôn, hai quả thôi là ok rồi, không cần nhiều nha các bạn, để tạo cái độ thơm và cái độ thính cho cá tới ăn nhanh hơn, nhiều hơn. Cái loại chuối này cá chép rất thích ăn nha các bạn. Thành phần tiếp theo đó chính là cà phê, các bạn bị mình hai gói cà phê nha các bạn. Cà phê loại nào cũng được hết nha. Cà phê G7 thì càng tốt. Nó có đủ khét, thơm để thay thế cho đậu phộng. Coi như là thay thế cho mụn cốc nha các bạn. Đó nè. Cho vô luôn. Các bạn cứ cho vô, nếu mà nó bị khô á thì các bạn cứ lấy nước lọc của mình á các bạn cho vô nha các bạn. Tiếp theo các bạn bị mình một quả trứng vịt như thế này, và các bạn cho vịt vô cho mình luôn, một quả thôi được rồi. Mùa này cá rất ăn thích ăn mùi tanh, tại vì trời mưa xuống rồi rất là nhiều. Phần tiếp theo đó chính là bơ tường ăn nha các bạn. Rồi các bạn cho ít bơ ăn vô cho mình đó, hai lóng tay thôi, không cần nhiều đâu. Rồi các bạn bóp nhuyễn ra chung vào cho mình luôn, bóp đều hết luôn. Và nếu các bạn mà thích câu cá chép á thì các bạn chọn loại bạn đem câu đi câu luôn nha các bạn, và không có cần ủ một cái thứ gì hết trơn á. Và các bạn muốn mà câu cá trôi nhiều hơn và rô phi nhiều thì các bạn ủ qua một đêm nha các bạn. Đó, xong rồi đi câu. Đấy, mùa này chúng ta là khỏi cần trộn với lại nước luôn, cứ thế như vậy là câu thôi, bóp đều cho anh nhuyễn ra, xong rồi bỏ vào túi bóng á, ủ hoài một đêm, xong rồi câu thôi. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Đây là một video rất là ngắn và để làm các bạn một bài mồi câu rất là chuẩn nha các bạn. Rồi trong cái mồi này các bạn, cái mồi này các bạn có thể câu đơn đài và lăn xê nha các bạn, rất là đơn giản và hiệu quả nha. Khi các bạn đã ủ qua một đêm rồi á, sẽ tạo cho ta ra một cái mùi, một cái độ chua thơm hăng, rất là hiệu quả đối với lại cá trôi chép và rô phi nha các bạn. Rất là hiệu quả cho là câu cá cho mùa mưa nha, và hiệu quả nhất là các bạn câu đơn đài nha các bạn. Chứ cái mùa này, câu lăn xê rất là khó, nếu các bạn yêu thích câu lăn xê thì cũng ok đó. Ủ một đêm cho mùa của ta nó chua chua, nó tanh tanh đi, nó thơm thơm lên, rồi các bạn câu lăn xê rất ok và hiệu quả nha. Ok, thành phần cuối cùng đó chính là mồi câu D1. Đây, đây chính là mồi câu D1 nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý nha, hiện tại bây giờ cái mồi câu D1 này ở ngoài thị trường á, cái mồi giả rất là nhiều nha các bạn. Khi các bạn làm mồi câu, mua mồi câu D1 này các bạn lưu ý nha, chứ nó chặn cái mồi giả nha các bạn. Mồi thật chúng ta nó sẽ hửi mồi gói, mồi sẽ lên hồi một hương dâu, và mồi giả các bạn hửi sẽ không có mùi hương dâu, sẽ có một cái mồi hôi và rất là khó chịu nha các bạn. Đây các bạn lưu ý nha, cái mồi thật á
thì ở cái trên đầu này nè nó sẽ dài ra, còn mồi ngắn á, còn mồi giả sẽ rất là ngắn nha. Đó, giờ mình sẽ khui mồi ra và test cho các bạn xem mồi nó như thế nào gọi là mồi thật và mồi nào gọi là mồi giả nha các bạn. Đây, mồi thật, cái gói mồi của nó rất là dày, mà khi các bạn mà mở cái mồi ra rất là khó mở, rất là cứng chắc. Còn mồi giả đây có bao bì rất là mỏng nha các bạn, rất là dày nè, đó, thơm hương dâu nè, cứ có thơm hương dâu nha các bạn, không có hôi gì hết trơn nha. Các bạn cho vô mình ít, nửa gói thôi là được rồi, không cần nhiều. Bạn trộn đều lên. Thơm quá các bạn ơi, thơm nực nồng luôn, thơm nhức nách luôn, nhức mũi luôn. Cái này mà các bạn mà đem câu cá trôi chép trục phi thì đúng bài luôn các bạn nha. Mùa này rất là nhạy đối với lại cá trôi và cá chép. Đó, bạn ủ một đêm á, các bạn nó lên mùi chua chua, thơm thơm, tanh tanh lên, hăng hăng lên. Các bạn câu cá trôi chép trục phi hiệu quả luôn. Đó, mùa này mà câu lăn xê thì nó hơi tốn mồi một tí nha các bạn. Nên các bạn mà câu mùa này các bạn câu chùm nho á, các bạn lăn xê móc lưỡi nho á, nó sẽ ok, hiệu quả hơn. Đó, các bạn cứ bóp một tăng đều nhau đi. Mồi này độ dính rất là cao nha các bạn. Các bạn để một hồi nữa cho mồi của bộ con ta nó ủ ong đêm á, cho mồi con ta nó nở ra đều với nhau hết luôn. Để các bạn đem đi câu thôi, chọn mồi câu thôi, rất ok và hiệu quả nha các bạn. Đó, thấy không, rất đơn giản thôi, là có một vài mồi con ta câu cá trôi chép trục phi thôi, đơn giản mà hiệu quả, không tốn bao nhiêu tiền đâu các bạn nha. Nè, đã có ngay một cái mồi chúng ta có câu cá trôi chép trục phi rồi nè, đơn giản chưa? Tại vì nó có cơm nguội đồ á, đi một nữa sẽ tạo ra một cái độ cái dính rất là cao. Và cái cơm này á, các bạn khi bạn ngủ qua một đêm rồi á, nó sẽ cho chúng ta là cái mùi chua tự nhiên luôn, men chua tự nhiên luôn, rất là đặc biệt nha các bạn. Và lưu ý nha, nó không có bị nhão đâu nha các bạn. Đó, khi các bạn đã cho cái đi một vô rồi á, và cắm chim vô nữa, đó, ít cà phê vô nữa thì tha hồ cho các bạn câu cá nha, rất hiệu quả nha các bạn. Hay lưu ý là các bạn hãy ủ qua một đêm nha, sẽ ok, hiệu quả hơn đối với cái mùa này. Tại vì cái mùa này cá rất là kén ăn, rất là nhát mồi, sẽ khiến người ta câu cao không được nhiều cá. Nên các bạn hãy ủ cái mùa này nó chua chua đi, đó, thơm thơm lên, nó tanh lên qua một đêm đi, các bạn câu cá sẽ ok và hiệu quả hơn nha các bạn. Không giờ còn quay giống nổi dính rồi, giật mạnh lên ơi, giật mạnh lên để tao rồi, thu phi quá. Phi đầu tiên nha các bạn. Cá các bạn ơi, dùng được một cần hoài. Phi nữa rồi. Phi không à. Hồi nãy giờ có con chép nè, không lên. Phi đã chép rồi. Chép à.
ơi. Chi phí quá. Nè. À, gọi đó ok rồi. Con này để kho. Con phi nữa các bạn ơi. À, con này để kho à. Rồi. Chiên con cua có rồi, kho có. Con phi nữa nha. Con này không có cái khác ngoài của phi. Mồi thì mày làm lần mấy trăm, con phi con lần mấy ngàn. Đêm bữa đây quá. Đêm mà mấy ngày nắng á, nắng nó vui. Đúng rồi. Cái mưa này quánh mũi không mũi nhiều. Không có mũi. Thì đâu có mũi đâu. Có lúa là có mũi, mà hết lúa là hết mũi. Như vậy phải không? À, hôm bữa giờ ở đâu, ở nhà đâu, không biết câu đâu, làm mồi sẵn đâu. Rồi. Má, con bê này bự đó. Chở màu luôn rồi. Chở màu luôn rồi, màu đỏ luôn rồi, biết rồi đó. Đừng có phi nữa nha các bạn. À, chở màu luôn rồi nè. Ngon. Đó. Tại vì trong thời gian gần đây á, ở chỗ mình á, ở trong mấy nơi khác á, dịch bệnh rất là nhiều nên mình không có làm cái clip đi câu hoặc là đi test mồi cho các bạn được, tại vì mình không có đi câu được, mình toàn ở nhà thôi. Rất mong các bạn sẽ yêu thích những cái video này của mình hả, những video là mồi câu cá này của mình nha các bạn. Ok, thì chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá từ chính cái bè mồi này của mình nha các bạn. Các bạn hãy yêu thích, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.